Chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách setup một phòng e-learning cơ bản. Phòng sản xuất học liệu bao gồm hai vị trí chính, đó là phòng kỹ thuật và phòng quay phim. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến phòng kỹ thuật. Phòng kỹ thuật có hai tính năng chính, đó là điều khiển phòng quay phim và xử lý hậu kỳ. Phòng kỹ thuật thì nên trang bị một máy tính có tính năng cấu hình cao để có thể xử lý phim, một bàn mixer và một tai nghe, cùng với một số vật dụng khác như máy in, vân vân, để chúng ta có thể hỗ trợ khâu xử lý hậu kỳ cũng như là điều khiển phòng quay phim. Bên trong khoảng cách, ngăn cách giữa phòng kỹ thuật và phòng quay phim đó là một cái vách tường và có một cửa sổ kính. Như vậy thì chúng ta dễ dàng có thể là nhìn thấy bên trong phòng quay phim nhưng mà không gây tác động âm thanh vào bên trong. Phòng thứ hai đó là phòng quay phim. Phòng quay phim là một không gian kín có tường cách âm bao xung quanh và được trang bị các thiết bị sử dụng để quay phim. Một số thiết bị mà chúng ta cần quan tâm đầu tiên là máy quay và máy ảnh. Máy quay và máy ảnh được sử dụng để quay hình ảnh gửi ra phòng kỹ thuật. Thường chúng ta sẽ sử dụng hai camera để chúng ta thực hiện quay phim. Một camera chúng ta sẽ quay toàn cảnh và một camera chúng ta sẽ quay cận cảnh. Bên trong phòng quay thực chúng ta sẽ trang bị phông xanh. Phông xanh có tính năng chúng ta có thể sử dụng phim trường ảo để chúng ta có thể tách phông ra được. Bên cạnh đó bàn cũng chúng ta cũng sẽ sử dụng phông xanh để chúng ta có thể xử lý được cái bàn ảo. Một thành phần quan trọng của phòng quay phim đó chính là hệ thống đèn. Như trên hình chúng ta thấy rằng hệ thống đèn có 3 nhóm đèn khác nhau. Đầu tiên là đèn chiếu phía trước. Đèn chiếu phía trước dùng để làm sáng mặt của người dạy. Bên cạnh đó đèn chiếu trước nên có các phiêu giảm sáng. Hệ thống thứ hai trong hệ thống đèn đó chính là đèn chiếu từ trên xuống. Đèn chiếu từ trên xuống giúp chúng ta sẽ chiếu sáng toàn bộ người của người dạy. Và hệ thống thứ ba là hệ thống đèn xóa phông. Đèn xóa phông giúp chúng ta sẽ không, cái bóng của người dạy sẽ không in lên phía sau của cái vách sau này. Nếu chúng ta không có đèn xóa phông thì cái bóng của người dạy sẽ được in lên đây. Như vậy chúng ta sẽ xử lý hậu kỳ rất là khó khăn. Trong phòng quay phim thì chúng ta nên trang bị một máy lạnh để chúng ta, tại vì phòng này là một phòng kín, chính vì vậy chúng ta cần phải trang bị máy lạnh để chúng ta có thể là giúp cho nhiệt độ ở trong đây có thể ổn định và cân bằng hơn. Chúng ta lưu ý rằng là hệ thống đèn có công suất lớn, phát nhiệt rất là lớn, chính vì vậy là nó sẽ rất là nóng khi mà chúng ta quay phim. Bên cạnh đó phông xanh được thiết kế theo hình chữ U như thế này, giúp chúng ta có thể ngoài việc mà xử lý phông phía sau tốt hơn thì nó còn chống dội âm. Tức là khi chúng ta ngồi bên trong phòng quay phim thì chúng ta sẽ khi nói ra thì âm thanh nếu dội vào tường thì nó sẽ gọi ngược lại, như vậy sẽ tạo ra tiếng vang không hay. Nhưng do chúng ta sử dụng phông xanh là dải, khi âm thanh chúng ta nói ra sẽ dội vào dải, đó là một vật có tính đàn hồi. Chính vì vậy âm thanh chúng ta nói sẽ bị triệt tiêu. Đây là một điều mà các bạn cần lưu ý khi mà chúng ta setup phòng quay phim. Một thành phần mà chúng ta có thể trang bị đó chính là máy nhắc chữ. Máy nhắc chữ giúp cho chúng ta nhắc lời cho người dạy và cũng như là các cái đối tượng giảng dạy bên trong. Trên đây là setup của phòng sản xuất học liệu. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Hy vọng rằng là các bạn có thể setup được phòng sản xuất học liệu một cách thuận tiện để phục vụ cho công tác sản xuất học liệu và cũng như công tác giảng dạy.